Thưa quý vị, mùa tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay đang đến rất gần. Và năm nay thì các trường tiếp tục phát huy quyền tự chủ trong công tác tuyển sinh với rất nhiều phương thức xét tuyển khác nhau đã được sử dụng. Trong đó thì các phương thức được sử dụng nhiều nhất có thể kể đến là dựa trên điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét theo học bạ, xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa trên điểm các kỳ thi riêng. Việc đa dạng phương thức tuyển sinh thì thực tế là đã có từ mùa tuyển sinh năm ngoái rồi. Thế nhưng năm nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những điều chỉnh để có thể tạo thuận lợi cho thí sinh và giảm tình trạng đăng ký nguyện vọng ảo cho các trường. Dạ vâng, và để tìm hiểu rõ hơn về những thay đổi này cũng như là những lưu ý dành cho các thí sinh năm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cảm ơn bà đã đến với Chào buổi sáng ngày hôm nay ạ. Thưa bà, thì cụ thể thì phương thức tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay đã có những điều chỉnh gì mới so với mọi năm ạ? Vâng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thì năm nay về cơ bản là giữ nguyên ổn định về các cái điều kiện nói chung trong công tác tuyển sinh. Tuy nhiên có một số điều chỉnh kỹ thuật và nhằm cái mục tiêu là tạo cái sự công bằng cũng như là thuận lợi hơn nữa cho các thí sinh. Ở đây thì chúng ta quan tâm nhiều đến về phía các em thí sinh, nên là tôi sẽ trao đổi những cái điểm cơ bản nhất. Thứ nhất là các em sẽ đăng ký xét tuyển trực tuyến. Thứ hai là cái việc đăng ký sẽ diễn ra sau khi các em thi xong tốt nghiệp trung học phổ thông. Và cái điểm thứ ba là các em sẽ đăng ký cái nguyện vọng xét tuyển cho tất cả các phương thức, cho tất cả các ngành, các trường mà mình mong muốn trúng tuyển trên hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc đăng ký xét tuyển trực tuyến thì chúng ta đã biết là cái sự phát triển của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ các em thuận tiện đăng ký bất cứ ở đâu và lúc nào. Năm ngoái thì chúng ta đã thử nghiệm bằng cách là điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến hoàn toàn 100% và diễn ra rất là ổn định, rất là thuận lợi cho các em. Điểm thứ hai là hiện nay các em cứ tập trung vào việc ôn thi tốt nghiệp cho thật tốt, chưa phải lo lắng đến việc đăng ký xét tuyển vội. Sau khi chúng ta thi xong rồi, đã biết thực lực của mình như thế nào rồi, thậm chí cả sau khi biết điểm rồi, thì chúng ta đăng ký trực tuyến vào hệ thống xét tuyển, hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ. Và cái hệ thống này thì không có làm thay các trường trong cái việc xét tuyển, các trường vẫn tiến hành có thể thực hiện những cái phương thức khác như là xét hồ sơ, rồi phỏng vấn, thậm chí phỏng vấn, rồi xét các cái chứng chỉ quốc tế v.v. Thì lúc này các em cứ yên tâm thực hiện đúng tất cả những cái quy trình, những cái bước đó. Và khi mà chúng ta đăng ký tất cả các cái nguyện vọng, dù theo phương thức nào, như tôi nhắc lại, dù theo phương thức nào trên cái hệ thống chung, thì hệ thống sẽ giúp các em sắp xếp cái thứ tự nguyện vọng ưu tiên nhất. Cái gì các em ưu tiên nhất thì các em đưa lên nguyện vọng số 1, số 2 của mình, thể hiện cái nguyện vọng mong muốn. Và cái sự hỗ trợ như vậy thì sẽ giúp giảm thiểu tối đa cái số lượng thí sinh ảo. Nếu trước đây các em đăng ký vào rất nhiều trường và trường nào cũng công bố các em đỗ, ví dụ 10 trường, mà thực tế là các em chỉ học một trường thôi. Như vậy là các em đang giữ chỗ của 9 bạn khác, những thí sinh đang xếp hàng phía sau mình. Và với cái sự lựa chọn một cái trường cụ thể nào đó thì việc sắp xếp trên hệ thống sẽ thể hiện cái nguyện vọng của các em và các em sẽ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất có thể, nhưng duy nhất một nguyện vọng thôi. Như vậy là làm giảm thiểu cái số lượng thí sinh ảo. Đấy, cái chữ ảo ở đây chúng ta hiểu như thế. Và như vậy vừa thuận lợi cho thí sinh, chắc chắn là các em sẽ trúng tuyển vào cái nguyện vọng tốt nhất mà mình có thể đạt được. Và thứ hai là thuận lợi về phía các trường. Các trường cũng dự báo được cái số thí sinh ảo một cách chính xác hơn và đưa ra được cái quyết định tuyển sinh, không bị vượt tuyển vượt quá cũng không tốt, mà tuyển thiếu thì cũng ảnh hưởng đến cái sự hoạt động của các trường. Như vậy là cái hệ thống lọc ảo như thế này sẽ giúp các em năm nay là đạt được cái sự công bằng rất là tốt và cũng rất là thuận lợi cho tất cả các bên liên quan nữa. Như vậy tôi thấy là một trong số những cái điểm thay đổi đáng chú ý nhất chính là cái ứng dụng công nghệ thông tin vào sâu và rộng hơn nữa vào trong quá trình tuyển sinh, đúng không ạ? Vậy thì với những cái thay đổi mới như thế này thì bản thân các em thí sinh khi mà đăng ký xét tuyển và đăng ký cả nguyện vọng của mình nữa thì cần phải chú ý những gì để có thể tối đa cái khả năng là mình có thể trúng tuyển vào đúng cái trường và đúng cái nguyện vọng mình mong muốn ạ? Như các chị cũng đã thấy là cái phương thức tuyển sinh của các trường rất là đa dạng, tự chủ. Như vậy ở đây Bộ Giáo dục và Đào tạo không có cái áp đặt cái điểm nào ở đó, thì có nghĩa là thí sinh sẽ phải lấy thông tin từ phía các trường. Các em phải tham khảo đề án tuyển sinh ở trên website công khai, các cái buổi định hướng tư vấn của các trường, rồi qua các cơ quan truyền thông để nắm vững được cái hồ sơ thủ tục quy trình mà trường mình mong muốn xét tuyển vào. Và các em tham gia xét tuyển tại trường, nếu như không dùng cái kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông chẳng hạn, thì các em phải theo dõi đầy đủ những cái hồ sơ quy trình như thế để đừng bỏ sót một cái bước nào. Thì khi mà chúng ta đăng ký xét tuyển vào hệ thống đấy, lúc này là quan trọng nhất này, các em phải sắp xếp đúng cái thứ tự ưu tiên, thích nhất, yêu thích nhất là các em
sắp xếp vào nguyện vọng số 1, chứ không phải sau này các em trúng nguyện vọng số 1 rồi lại khiếu nại là không, em thích nguyện vọng số 3 cơ, thì lúc đấy là cũng không giải quyết được. Tức là mình phải lựa chọn đúng và sắp xếp, mình có thời gian để điều chỉnh, có thể từ 5 đến 6 tuần, có thể là lựa chọn rất là kỹ rồi và sau đó thậm chí điều chỉnh cái nguyện vọng của mình trong thời gian đó không sao cả. Thứ hai là một cái lời khuyên cho các em là các em nên đăng ký nhiều nguyện vọng. Ở đây chúng ta không bị giới hạn về số lượng nguyện vọng, nghĩa là các em có thể đăng ký tối đa rất nhiều, và đừng tập trung cái nguyện vọng của mình chỉ vào một số ít nhóm trường mà có cái mức độ cạnh tranh giống nhau, ví dụ các trường top đầu chẳng hạn. Dạ vâng. Thì cái rủi ro, đúng không, cái nguy cơ là nếu mà không đỗ thì có thể lại không đỗ hết. Do đó là phải có cái sự bảo hiểm rủi ro. Cuối cùng là việc thực hiện quy trình ấy là phải từ đầu đến cuối thực hiện đầy đủ tất cả các bước, không được bị bỏ sót bước nào. Và Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng những cái video clip để hướng dẫn các em các quy trình như thế nào, đăng ký xét tuyển rồi điều chỉnh cái nguyện vọng như thế nào. Và các sở giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông thì các thầy cô cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp điều kiện nếu như các em khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ thông tin chẳng hạn. Dạ và vâng. Hướng dẫn quy trình nữa. Dạ vâng. Và rõ ràng là có sự hỗ trợ nếu các em thí sinh mà không thạo, hoặc là video hướng dẫn rất là chi tiết trong quá trình mà các em nhập dữ liệu và hệ thống lọc ảo, thì cũng các em rất là yên tâm khi mà đăng ký tuyển sinh và đăng ký nguyện vọng trực tuyến. Và một lần nữa thì cảm ơn bà với những thông tin hữu ích vừa rồi ạ.